có mấy độ thôi, tám chín độ luôn. Còn ít vậy. Chị thấy chị nhìn mắt kiến em, chị thấy nó hơi dài dài cho nên chị mới hỏi, mà không ngờ là nó, không ngờ là nó hơi em mở mắt ra em nhìn đâu có thấy rõ chị đâu, không thường em lấy một là em lấy đâu thôi, spa chắc là hồi tiên qua cho chị hả, chị em dắt em đi hả, anh ở dưới hả, anh dưới đợi em hay sao, anh có làm được không, bây giờ hả, chị là nghe là người yêu của chị có chịu được không em? Xíu cái hồ này em không xử lý kịp thời đúng lúc á, nó bị sẹo hết, có mấy bị viêm á, cái cục này viêm nè, có hổ nè. Ok, được ba này nha, đi đi đây được ba này,
cà viên này. Nó xong hai bên rồi đó, nó nhẹ nhàng rồi. Khó thấy mấy năm rồi đã đâu. Muộn rồi em cũng nhiều mà. Hút sữa không đẹp? Con còn hút sữa không? Cầm nữa sao? Rồi mọi thứ đã lên bàn nha các bạn. Giờ thì cũng giao nhà luôn, cây chuối với bắp chuối. Cây chuối non á. Rồi cá mình đã phi lê với ướp sẵn nè. Nay thì mình chỉ ăn thôi các bạn chứ không có rượu bia gì nha. Cái út ăn cơm. Mời các bạn ăn tối cùng gia đình mình nha. Đây là ba của mình đây. Nhảy, ớt với nhảy. Ớt nhảy hả? Ớt với nhảy. Với kinh nghiệm 3-4 năm dầm ớt, cuối cùng tôi cũng đã dầm được. Vào đây luôn đi, nấu ăn trước rồi đây. Vào đây, vào đây, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ngoài không ăn đâu. Bé Thư ăn đi. To đó là gì vậy? Xương à. Xương hả? Xương để chính giữa đi. Ăn thịt không đi, ăn không ăn cái đâu. Ăn cơm ăn nha.
ngoại lúc qua thì cho con ăn nè. Đầy chén, chén là phải ăn. Đầy chén vô nha. Bình thường nha, bình thường. Đầy chén để dao vô, đang để dao vô đây. Đây chấm muối tiêu em. Qua ăn cơm. Ăn cơm đi, để tôi ăn cơm đi. Nè, bới cho nó im ít cơm đi chứ. Bủ cơm rồi, nó mới ăn rồi. Nó cũng không là như này. Nó ăn cơm mà nó ăn cơm chan với nước lạnh nó mới ghê chứ. Rồi đó ngủ con ha. Hay nha. Thịt nhóc này là ba mẹ ăn này đi. Mấy này cũng ngon này đặt này chín chưa đó. Dạ. Chan nước ăn hả? Chan nước này ăn nè. Chan nước ai này cay không cay ăn được đúng nha. Cho hộp vịt qua. Không tay. Hộp vịt hả? Để cho mình. Ngon đang thử à? Thử đưa cảm nhận cho mọi người nghe. Cái gì view quá. Rồi đã mọi người đi muốn chán. Đang đang không xem phim một người về tắm đang lên đó. Gì?